Sao rồi? Bạn gì gọi hả? Đợi chứ. Ôi ghê ơi. Hỏi bao nhiêu gọi nè. Thôi. Đừng quên nè. Nó không có đồ vốn. Đồ vô với bạn gì. Ghê là. Hey, chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày an lành nha. Nay mình bà xã sẽ nướng gà đó các bạn, gà vườn. Rồi nướng rồi mời tất cả các bạn cùng ăn chung với Tâm Chè nha. Đang đốt lửa này mọi người. Đây, hey, đang ướp bà xè, sẵn ướp nướng hai gà vườn các bạn ơi. Đó, nướng gà mày sướng nè, cái này nướng mỏi mới sướng nè mọi người. Đó, tôi nướng ướp nha. Đừng cho cay nghe em. À, tức là tiêu nè các bạn, tỏi, rồi dầu heo, rồi bột ngọt. À, rồi mật ong mọi người ơi, đừng để đường nha mọi người, đường nó khét nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình để vô rồi các chè mới xiên qua rồi. Xiên qua rồi mình nướng nha các bạn. Chờ lửa nó dịu xuống rồi mình nướng các bạn ơi. Đó, chiều nay không ăn cơm nữa rồi. Đó, có cây xiên đó các bạn, có cây xiên rồi mình xiên mình nướng luôn. Nước tươi, ăn rất ngon nha các bạn. Dạ không các bạn. Đó, cô Trâm vô trong rồi. Rồi để cho cô Trâm ra ngoài nha mẹ. Nghiệp nhớ mẹ. Cưng lúc lúc mặt lên chứ. Video nào ổng cũng lúc cái mặt ổng lên chứ. Đó, sao mình để hồi đó cho nó thấm đi nha các bạn. Nha, yeah, hồi đó cho thấm đi rồi cái mình. Đó, lửa cháy rồi mọi người ơi, có than rồi đó mọi người. Bây giờ cái bà chè bà để gà lên nha, hai con lên các bạn. Chín rồi các bạn ơi, chín rồi. Để lên mọi người ơi. Gà chín rồi các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người. Hay gà nướng rồi thơm lắm mọi người. Rất là thơm nha. Thôi để cho cameraman đi con đi các bạn. Ăn cho é chồng luôn. Thơm gà bá. Chị mập lên 47kg chị là làm. Mình bây giờ là các bạn biết sao không? Trời ơi, cô Trâm mới cha mày. Đó, hồi nó cho. Hồi nó cho, tôi biết rồi. Cô Trâm. Bạn biết sao không? Nóng trong gì chứ á. Đó.
thành ra là chưa ấy được. Đây đây nè, cho con nè. Cho em đi. Cái đùi nóng cực kỳ, các bạn bốc khói nè mọi người ơi. Rồi, để cho mẹ cameraman đi các bạn. Rồi ăn cái mẹ nha mọi người ơi. Cho mẹ cho con chờ cái giò nè. Ở đây, con giò đi, con chơi. Để luôn. Thấy cái giò đi. Đi đi. Ừ. Cầm cái giò đó. Nóng mà không bốc ăn được mọi người. Nè, con thánh nữ thầm lặng nữa mà. Đút cho con gái ăn nữa không? Ăn cái giò đi con. Ừ. Ăn mất cay con. Ừ. Ăn đi con. Nóng quá, nóng lắm mọi người. Này phải ăn bốc vậy nè. Mới sướng. Thôi khỏi đi. Bốc vậy mới sướng. Ừ, này sao xuống cân được mọi người. Dùng mình miếng thịt gà nha mọi người. Đã. Ừ. Cho con có vợ. Ngon cho con cục cứng. Cho cái gà nữa. Biết rồi, qua YouTube là đâu có ở trong nhà được các bạn. Thấy con gái, cho nè, qua đây nè, qua đây cho. Qua cho gà. Ôi nè. Rồi, thôi nha con. Cái gà ăn được. Ăn cái gà đâu được không? Ngọt quá mọi người. Cái dương đó các bạn. Ướt. Dâu hào nè. Rồi mật ong. Tỏi. Ngọt. Giờ đồ thịt nước ướt đó. Rất ngon mọi người ơi. Ngon lắm. Màu nữa cái mày. Theo con ăn đi con. Bún luôn rồi. Kèm vô miếng bún rồi. Bên này gái đi cần ký 47 kg. Quá là làng. Mẹ ơi, lên thêm ký nữa rồi. Chẳng dám ăn luôn quá. Mẹ ơi, lên thêm ký nữa rồi. Chẳng rồi mẹ thấy dám ăn luôn. Mẹ ơi, thêm ký nữa. Cánh gà các bạn. Ngọt. Ăn con. Cánh gà. Đây là thánh nữ thầm lặng lo đua thôi các bạn. Tại nó, món này là thánh nữ thầm lặng khoái lắm các bạn. Nè. Dâu dâu, thái ăn cá hay thịt lắm các bạn, chứ không có ăn cá. Thuốc. Ừ. Sao? Cha mày, biết qua YouTube theo suốt luôn. Cho cái nước. Con. Nha. Đây, cho con bằng đít luôn đây. Thôi, cho em chim đi mọi người ơi. Đã lắm, cái đã lắm. Đã lắm các bạn ơi. Làm cho miếng bún quá. Ngon. Này đang là phần bốc luôn các bạn. Nha. Yeah. Dao. Bốc hay luôn không? Cắt gì được bốc. Ngon. Ngon không? Sướng. Sướng quá. Không khét nha. Tại mình nướng mình nãy giờ mình ngồi mình cởi xiên thuốc. Ngon. Ăn luôn. Còn giò à? Sướng thiệt. Nó nói nữa con. Cái giò cũng mềm mọi người. Ai, cho
ngon. Thơm. Chưa camera một con. Camera ăn đã luôn. Đừng mình. Cay mát. Trời mát hết sức các bạn. Rất đẹp, rất đẹp. Cho cô Tâm thôi, không cần nữa. Đâu một học trên mang không hết. Đấy đây, hỏi cho mấy em. Phải không? Đây đây, hỏi cho mấy em các bạn ơi. Cô Trâm bước qua YouTube lại chui ra đây à. Trời. Bạn gì gọi hả? Ở đây. Ồ ghê ơi. Hỏi bao nhiêu gọi nè. Mình chị em mà. Nó không có đồ lắm. Cái đồ vô bá ban kìa. Nghe là xích à. Ngày mới ngon nè mọi người. Trời. To rồi mà thấy tiếc các bạn. Ăn gì vậy? Ngày mới ngon. Trời ơi trời. Giờ đó giờ bạn đồ vậy hả? Khác thằng rồi. Đã. Ngon. Ngon ngon. Để cameraman nè các bạn. Đó. Để cameraman nha. À, lên chi rồi. Chín hồi rồi các bạn ơi. Vậy chơi chín hồi rồi. Giờ Tâm Trà Vĩnh Long và gia đình cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. Hẹn video lần sau nha mọi người. Chào tạm biệt.